Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Lộc lên một cặp bò mẹ con. Đấy, bò của nhà Lộc nha. Lứa đầu tiên nha, tơ lứa đầu tiên. Đấy, để con này được 2 tháng rưỡi này. Đó, gần 3 tháng rồi. Đấy, đầu tai đó, giống nhà mình nhảy ra luôn nha, giống bự nha. Đó, bò con đó. Rồi, bò mẹ đây. À, tơ lứa đầu. À, màu đỏ mật. Xoáy tích là nghiêm 100% nha. Đó. Mùa này thì có không có. Đây. Cắt phải cắt cỏ cỏ voi và phải cắt thấp thấp cho nó ăn, cho nên là nói chung là thức ăn rất yếu, cho nên bò mẹ nó nhìn cũng ốm. Đấy. Tơ lứa đầu tiên nha. Bò mẹ cao dai. À, anh em quan tâm thì liên hệ. À, đây là bò con. Ôi trời, bò con sùng quá trời luôn. Đấy. Bò con rất là lanh, rất là đẹp nha. À, bò đực. Đấy, yếm dầu cũng đẹp luôn. Đây, hai con được lỡ. Đây con này được 6 tháng này. Đó. Bé được 6 tháng này. Đó, dày không? Đó. Bé này thì mới 2 tháng rưỡi thôi. Đó. Rồi anh em cần liên hệ nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.